tử vi về ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch Nhâm Tuất. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đủ đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời quý anh chị cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Về ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch. Ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch còn gọi là ngày mùng 2 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy, tức là nước biển lớn, Sáu Tuất và Thìn chính xung, Nhâm Dương Thủy khắc Bính Dương Hỏa, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy. Đây gọi là Thiên khắc Địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Bính Thìn sinh vào các năm 1976 và tuổi Mậu Thìn sinh vào các năm 1988. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày hôm nay có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh, nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý ngay những mời gọi như và liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý các vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn đều hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Hôm nay sẽ có kim sư đóng mệnh, đây là cát tinh, phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Hơn nữa, vì Tý Sửu tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trong chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Trong ngày còn có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, còn có các thần Thiên Ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đồng thời sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, giàu sang cho gia chủ.
Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát, chiều quý nhân, tài lộc, quý năm, tuổi Thìn. Thiên dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, nên gia chủ tuổi Thìn sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này có phúc tinh giáng chiếu tới những gia chủ tuổi Thìn, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ, nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vừa về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. May mắn trong ngày này có hai cát tinh là Thiên Ất và Thái Cực. Thiên Ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trường mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đồng thời sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc, để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải khung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp nhâm dương thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Ngày này có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát, vừa cát, vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn vấp phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, nên gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Sau ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Trong ngày còn có các thần là quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp nhâm dương thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thân nên hết sức chú ý và cẩn thận.
Ngày Nhâm Tuất, gia chủ tuổi Thân được cát tinh là Thái Cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Đặc biệt năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp nhâm dương thủy là thiêu quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Người ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên cuối năm là Tí Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngày này, hoa cải chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng, trốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiền quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp nhâm dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Và ngày này có cát tinh thiên lộc đồng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Nhưng cũng cần chú ý vì có hung thần thiên la địa võng chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, lo ngục. Bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, Kinh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình ngày 2 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!